Bạn thân mến, cuộc đời là một chuyến hành trình dài. Nếu có mệt mỏi, hãy cứ dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Dừng lại ở đây không phải là đang tụt lùi, đang thất bại, mà chính là yêu thương bản thân mình. Và rồi sau đó chúng ta lại đứng dậy đi tiếp. Trong số blog của tuần này, mời bạn lắng nghe. Bạn đã làm tốt rồi, khóc xong mình đứng dậy đi tiếp. Chuyến tàu của năm 2022 đã chạm đến điểm dừng. Xin phép được nhìn lại hành trình mình đi qua với nhiều kỷ niệm. Cảm ơn tôi đã sống vì tất thảy ước mơ và hoài bão. Cảm ơn vì năm tháng qua, người tôi thương vẫn còn ở lại. Và cảm ơn vì một bản thân nỗ lực đến thế. Cảm ơn tôi vì những nỗ lực và yêu thương. Tôi trở về nhà vào buổi sáng chiều, nhìn những trang lịch gấp gọn trên giá sách, rồi chợt nhận ra chỉ còn vài ngày nữa là một năm lại trôi qua. Chớp mắt, mùa đông Hà Nội đã dần rời xa thành phố để đi tìm chút khoảng trời cho riêng mình. Nhịp sống của thủ đô vẫn hối hả, ngược xuôi như nó vốn có. Cái khoảnh khắc trong những ngày cuối cùng của năm khiến con người ta chợt bận rộn với nhiều lo toan, dự định. Giữa lưng chừng nơi mảnh đất thủ đô hoa lệ, lòng chợt thầm nghĩ: tôi ơi, năm qua bạn thế nào? 18 tuổi, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên được cầm túi tiền to bự để quản lý chi tiêu. Tôi nhận ra mình cũng đang học cách trở thành người lớn. Tôi đã từng buồn, từng cô đơn khi không thích ứng được không khí ồn ào, người qua kẻ lại của chốn phồn hoa này. Cũng là tôi, một cô bé chân quê ra Hà Nội với khát khao làm được việc lớn để bố mẹ tự hào. Nhưng cũng là tôi, có đôi lúc lặng lẽ khóc thầm vì nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu. Có lẽ những gì tôi trải qua của 2022 lại là những điều khiến tôi nhận ra bản thân tôi cũng không tệ như chính tôi từng nghĩ. Tôi của năm qua học được cách yêu thương và tha thứ cho bản thân mình. Đã có lúc tôi tự ti về khuyết điểm trên cơ thể, nhưng lúc này thay vì chối bỏ nó, tôi lại sẵn sàng yêu thương với sẹo xấu xí ấy. Chúng không đáng bị kỳ thị bởi nó chỉ làm mình trở nên độc đáo giữa những cá thể đơn sắc này mà thôi. Tôi tha thứ cho lỗi lầm của bản thân trong quá khứ và xin để lại nó một góc nhỏ nơi trái tim để tiếp tục hành trình gian dở. Dẫu có buồn, có tủi thân, tôi vẫn chọn cách lạc quan và tự ôm lấy chính mình, cho bản thân một khoảng lặng để nghĩ suy về những chuyện đã qua. Cái ôm thật nhẹ, thật tĩnh, chỉ thầm thì đôi chút: bạn đang làm rất tốt, khóc xong rồi mình đứng dậy đi tiếp. Một chút an ủi cuối ngày cũng khiến mùa đông Hà Nội trở nên ấm áp hơn. Tôi của năm qua chưa bao giờ dám dừng lại. Tuổi trẻ mà phải dấn thân trải nghiệm rồi quả ngọt sẽ đến khi xuân về. Cuộc chạy đua này tôi biết bản thân sẽ kiệt sức rất nhiều. Áp lực cũng vô cùng lớn, nhưng người thắng cuộc cuối cùng luôn là người kiên trì nhất. Xuất phát có thể không bằng ai, nên phải cố gắng không ai bằng. Điểm khởi đầu của tôi hôm nay không phải là kết quả của tôi sau này. Đã có người hỏi: sao lúc nào cũng thấy mày nhiều năng lượng đến thế? Mày không biết mệt hả? Mệt chứ, nản chứ, nhưng tôi cũng không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu. Để sau một năm nhìn lại những thành quả mình đạt được, tôi có thể tự hào và mỉm cười vì mình đã nỗ lực như thế. Tôi của năm qua bỗng thấy Hà Nội đáng yêu đến lạ. Tôi có thêm những người bạn mới cười xòa mỗi lần tôi nói tiếng miền Trung yêu thương. Tôi yêu thêm cái nắng, cái lạnh, cái thoang thoảng xôi cấm của đất thủ đô. Ngắm nhìn những con người kinh kỳ mở rộng lòng trước hoàn cảnh của những người gặp khó khăn. Một câu hỏi han của cô bán hàng rong: Tết này bao giờ con về? Cũng đủ thấy con người Hà Nội đẹp như chính mảnh đất mang tên nó. Và năm qua, trong một năm xa nhà lâu đến vậy, tôi biết trân trọng gia đình nhiều hơn, biết quý thêm bữa cơm mẹ nấu và thêm các cảm giác gia đình sum vầy kể cho nhau nghe câu chuyện nhỏ nhặt mà hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đi xa để biết nhà mới là nơi trở về. Ăn đủ sơn hào hải vị cũng chẳng bằng món thịt mẹ nấu. Những cuộc gọi, những lời hỏi thăm của gia đình giúp tôi tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa. Và rằng sau tất cả, nhà luôn là mãi mãi. Cứ về nhà đi, bão giông sẽ ở sau cánh cửa. Chỉ còn vài ngày nữa 2023 sẽ gõ cửa và 2022 chỉ còn là quá khứ. 2022 chỉ muốn cảm ơn cậu thật nhiều vì tất cả. Cảm ơn cậu đã cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ, những thời gian để suy nghĩ và nhìn lại bản thân, thay đổi con người một cách toàn diện.
xin lỗi về những câu chuyện đã khiến bản thân phải buồn và phiền lòng. Chưa đầy một tuần nữa, tớ sẽ bước qua cánh cổng 2023 và phải để cậu ở lại. Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau, hãy luôn trân trọng nhau và hãy luôn cổ vũ cho nhau, cho dù có nhiều khó khăn phía trước. Mong rằng khi tớ đi, tất cả sẽ chỉ là quá khứ. Để bước sang trang mới, mọi thứ sẽ luôn thuận buồm xuôi gió và trở nên tốt đẹp. 2023, cùng yêu thương nhau nhé. Khi bạn đọc bài viết này, xin hãy xem nó như một bức thư chân thành tôi gửi đến chính tôi của quá khứ. Cảm ơn blog đã tạo ra sân khấu này để tôi được giải bày những điều sâu kín. Chúc tôi, chúc bạn, chúc cho chúng ta của năm 2022 thật trọn vẹn, hạnh phúc. Bạn thân mến, bản thân ta đã là sự sống, dù ra sao cũng phải không ngừng phát triển. Chậm thôi cũng được, nhưng hãy phấn đấu hết sức mình dù chỉ còn một phút để thể hiện. Bị cuộc đời vùi dập vô số lần, bởi kết quả sau cùng chính là trái ngọt mà ta xứng đáng được hưởng. Vậy nên dù có ra sao, hãy phấn đấu hết mình bạn nhé. Giá mà cảm xúc của ta cũng rõ ràng như khi nếm thử một quả chanh, hạt muối. Giá mà những chuyện đã qua ta cũng dễ dàng xóa bỏ như lớp bụi mờ trên kệ sách. Lúc ấy những cơn mưa tầm tã giờ tan tầm sẽ gột rửa những con người đang ngày ngày mòn mỏi. Vài khoảnh khắc trên phên trên đoạn đường về nhà cứ thế càng ngày lại thấm sâu vào lòng dạ của kẻ lữ hành nơi đất khách. Ngọn đèn đường chớp tắt liên hồi như sự vô định trong mỗi giai đoạn đời người phải trải. Ta là ai giữa môn trùng sự trùng lập? Ta là ai giữa bạc ngàn sự xảo trá, điêu hoa? Nếu một lần được biết trước tương lai, thật sự bản thân chỉ muốn biết ai là người cùng ta trải qua muôn điều gian khổ. Không cần ai gieo rắc những yên bình rồi biến mất tựa màn giông. Không cần ai ấm áp như ngọn sáng hừng đông rồi bất ngờ bị che đi bởi màn tuyết dày đặc. Giả mà sau vài lần vụn vỡ, bản thân sẽ cứng cỏi như chú tôm càng sau đôi ba lần lột vỏ, chịu đau đớn qua tháng ngày rồi can trường trong phần đời còn lại. Có những cơn mưa vỡ òa kéo tràn trề vào mắt người nhưng không hề báo trước. Vũ trụ xoay vòng lòng người, vì thế cũng trao nghiêng như cánh yến bay lượn. Có những thứ đặt chạm tay nhưng vẫn rơi rồi vỡ vụn. Có những điều chạm khẽ vô tình nhưng lại chi chít những tổn thương. Nhân gian vốn vô thường, người qua đường chưa bao giờ ngoảnh đầu lại. Có lẽ nỗi đau lớn nhất không phải là rời xa, nỗi đau lớn nhất là ta mãi nhìn về những ngày còn kề cạnh. Muốn hỏi người một câu, liệu sau này không cạnh nhau ta sẽ thế nào? Chỉ ít một lần bản thân ngờ vực vị trí của mình trong lòng người ở cạnh. Không phải vì lạnh nhạt thờ ơ, không phải vì quá thất vọng sau bao ngày chờ mòn mỏi. Không hẳn vì sự mong manh trong chút tình vụn dại, mà bản thân sinh nổi hoài nghi. Chỉ vì lúc nào cũng lo sợ những yêu thương hôm nay, ngày mai lại trượt xa tay với. Bàn tay bé nhỏ không ôm nổi mối tình to lớn. Có níu chặt bao nhiêu lại càng làm vỡ nát bấy nhiêu những điều tưởng chừng là mãi mãi. Lúc bão giông ta hy vọng về ngày yên ả, khi hối hả ta muốn mình thảnh thơi. Lúc buồn lời bản thân mong chờ điều gì nhiều nhất? Có lẽ bản thân mong mỏi được ngã lưng trên những yên bình, xếp gọn những bộn bề vào ngăn chứa một chiều. Có lẽ bản thân sẽ không còn trông chờ ai mà tự lấy cánh tay đan vào nhau như kết nối linh hồn và thể xác. Điều tưởng chừng như muôn đời muôn kiếp, hóa ra cũng chỉ đợi hồi kết ở trạm cuối cùng. Có lúc dặn lòng đừng gỡ bỏ lớp hàng rào bảo vệ với bất kỳ ai, không phải vì bản thân đủ mạnh mẽ để nếm trải những cay đắng ngọt bùi. Chỉ sợ khi nói ra tâm trạng người khác cũng bị vây kín nỗi hao gầy của ta ở hiện tại. Chỉ sợ người thương lại an ủi đôi lời rồi cũng trôi tuột như chiếc lá vàng ươm. Thứ chiếc ta nhanh nhất là nỗi sợ nơi mình, thứ dằn xéo ta nhất là những lần suy nghĩ họ nghĩ gì về ta. Thống khổ suy cho cùng cũng chính bản thân ta gây dựng. Giả mà bản thân không thổi bùng những suy nghĩ, có phải tâm trí ta bây giờ cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần? Có những ngày bản thân lại gượng cười để che đi những nỗi niềm đã một màu u tối, màu của những hư hao như đang ngày lan rộng trong tâm hồn đã chật kín những ưu tư. Chỉ chít trong thâm tâm những vết loang màu biết bao trầm tư không đếm xuể. Ta khẽ nệ mang thứ hỗn độn ấy qua chừng ấy đoạn thanh xuân. Rồi một buổi chiều lộng gió, nhìn lại ta giật mình nhận ra rằng đã hoài phí bao điều an bình trên đoạn đường đã trải. Ai cũng hiểu có những điều tự mình phải cảm nhận, nhưng ai cũng ít nhất một lần mong muốn được vỗ về,
che chở. Đi hoài dưới những cơn mưa, người ta mong muốn ai đó từ phía sau cầm ô để che chắn. Những lúc bản thân muốn ngã quỵ, chỉ mong mỏi có người bên cạnh để mượn bờ vai. Không phải đời phù dập bản thân, nhưng bản thân thật nhỏ bé giữa dông bão cuộc đời, nên đôi khi thấy chơi vơi lạc lõng. Con muốn buông bỏ không? Có. Con muốn dừng không? Có. Nhưng cuộc sống có cho phép không? Không. Bản thân ta đã là sự sống, dù ra sao cũng phải không ngừng phát triển. Chậm thôi cũng được, nhưng hãy phấn đấu hết sức mình, dù chỉ còn một chút, để thể hiện. Đời ngạo nghễ bởi thấy mình bị phù dập, ta không thể mãi ngô nghe kệ đời mà đau khổ. Hãy nghĩ về ngày ta muốn nhớ và một sáng bình minh với những điều mình thích. Hãy bận rộn hơn nhiều nếu muốn những đoạn trường bi thương thôi khắc khoải mỗi đêm dài lê thê. Mỗi người chỉ sinh ra và sống một lần trong đời, bởi vậy hãy dành quãng thời gian quý báu của mình cho người mà mình yêu thương trân trọng. Hãy tự tin yêu đời, yêu chính bản thân mình và sống theo cách tốt đẹp nhất để không phải hối hận về sau. Tiếp nối số blog của tuần này, mời bạn lắng nghe dòng tâm sự. Hãy sống và yêu thương chính mình. Tôi đã mơ về cuộc sống cấp 3 thật tươi đẹp biết bao, nơi tôi được trải nghiệm cuộc sống trong mơ tại ngôi trường mới với những người bạn mới quen mà thôi chưa từng gặp trước đây. Tôi sẽ có khoảng thời gian trải nghiệm tuyệt đẹp khi được khai phá chân trời mới và khám phá kiến thức tuyệt hay mà tôi hằng mong ước. Đó chính là những kỷ niệm mà in dấu trong tâm trí của người học sinh bé nhỏ ấy. Nhưng người ta thường nói điều làm cho con người ta càng hy vọng, càng trông chờ thì chính là điều làm cho ta tổn thương, khiến ta đau đớn, tuyệt vọng nhất. Vốn là một người không xinh xắn lắm, thân hình có lẽ là quá mẫm mỉm so với tiêu chuẩn của người khác chăng. Tôi đã trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ học đường. Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, người bạn cùng bàn đã buông những lời chê bai ngoại hình, nói tôi là con béo này, con béo kia, chỉ trích thân hình tôi mập mạp, dáng người không đẹp, chân ngắn, đùi to, người lại dài. Ban đầu tôi thật sự bị sốc, nhưng rồi lại cho qua bởi nghĩ có lẽ đó là những câu nói, những câu đùa giỡn vậy thôi. Có lẽ tôi đã quá để ý đến lời nói của người khác. Nhưng phải chăng tôi đã lầm? Lòng tôi cảm thấy đau hơn tôi nghĩ. Cảm giác tự ti len lỏi trong tôi dần dần xâm chiếm hoàn toàn tâm trí nhỏ bé ấy. Tôi mặc cảm xấu hổ, thậm chí ghét bỏ chính bản thân của mình. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại như vậy? Tại sao tôi sinh ra không xinh đẹp như các bạn khác? Tại sao tôi lại béo như vậy? Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi. Nó làm tôi day dứt, làm lòng tôi quặn thắt, làm tôi chán nản và thật sự chỉ muốn gục ngã. Đã có lần những lời chê bai ấy vượt qua giới hạn, nó đã làm tôi bật khóc ngay trong lớp học, trong lúc thầy cô còn đang giảng bài. Trong lúc tôi buồn bã, đau khổ vì lời nói ấy, thì chủ nhân đã thốt ra điều ấy là chẳng hề mảy may để ý hay nghĩ rằng lời nói của họ đã trở thành con dao vô cùng sắc bén, xuyên thủng trái tim tôi. Nhưng sau một thời gian dài đau đớn, tuyệt vọng, tôi nhận ra rằng mình đã sai. Cha mẹ, người đã sinh ra ta, người cho ta sự sống, cho ta sinh mệnh, chưa hề nói nặng lời hay chê bai ta. Vậy tại sao ta lại vì lời nói của những người không quan trọng mà buồn tủi đau khổ? Cuộc sống này vốn còn bao điều tốt đẹp đáng để ta quan tâm, để ta dành tình yêu thương đến. Vậy hà cớ gì ta phải để tâm dành thời gian với người không ưa ta, người ghét ta? Người trong cuộc sống đều có sở trường sở đoản riêng, không ai là hoàn hảo cả, và cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn nào đặt ra cho tất cả mọi người rằng chúng ta phải trở nên như thế này hay chúng ta phải sống theo cách như vậy. Mỗi người mang trong mình vẻ đẹp riêng, sự khác biệt tạo nên nét riêng của mỗi người. Bản thân ta trở nên thật đẹp, thật tuyệt chỉ khi chính ta cảm thấy như vậy. Sau bao đêm triền miên suy nghĩ, thậm chí gần như rơi vào trầm tư, miên man đến nỗi không thể dứt ra, tôi hiểu rằng lời nói của người khác không thực sự quan trọng đến vậy. Những lời đánh giá, nhận xét phiến diện không hẳn là đúng. Điều quan trọng là việc chúng ta suy xét, đánh giá xem đâu thực sự là điều đúng đắn, phù hợp với ta để ta cải thiện, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thế giới có đến hơn 8 tỷ người, vậy thật sự ai cũng giống ai, người người đều giống nhau, có thực sự là tốt nhất hay không? Thế giới luôn xoay vần, muôn hình vạn trạng, ta hãy cứ là ta, hãy cứ sống như những gì ta mong muốn. Miễn cho lối sống ấy phù hợp tiêu chuẩn, đạo đức, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Sinh ra là con gái, chúng ta không cần phải tuân theo những tiêu chuẩn một cách gò bó áp lực, hãy luôn tỏa sáng theo cách của bạn. Điều quan trọng là mỗi người hãy biết mình là ai, giá trị của mình là gì, sống hết mình, cống hiến cho cộng đồng xã hội để lan tỏa yêu thương tới mọi người. Mỗi người chỉ sinh ra và sống một lần trong đời, bởi vậy hãy dành quãng thời gian quý báu của mình cho người mà mình yêu thương trân trọng.
Tôi đã sống theo cách như vậy, thêm tự tin yêu đời, yêu chính bản thân của mình. Sống theo cách tốt đẹp nhất, không ngừng cố gắng, không ngừng trau dồi để cải thiện bản thân hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, rất nhiều thính giả của chương trình Blog Radio đã chia sẻ tâm sự rằng các bạn thường tìm tới chương trình Blog Radio mỗi khi tâm trạng cảm thấy có gì đó không vui, mỗi khi trong lòng cảm thấy cô đơn, cần một người lắng nghe hay cần có một sự chia sẻ. Chương trình Blog Radio rất vui và hãnh diện khi các bạn tìm tới Blog Radio giống như một người bạn ở bên bạn mỗi khi bạn cần. Và nếu như ngày hôm nay bạn cũng đang cảm thấy mỏi mệt trên con đường mà mình đã chọn, thì Blog Radio dành tặng bạn bài viết này giống như một sự sẻ chia, cũng như mang tới cho các bạn thêm những niềm hy vọng trên chặng đường mình đang tiếp bước. Ngày hôm nay dù có mệt mỏi thì chúng ta cũng đã dành ra những tháng ngày ấy để tự mình bước đi trên con đường mà ta đã chọn. Con đường còn rất dài, còn rất nhiều chông gai, nhưng ta vẫn phải kiên trì để đi đến đích của nó. Mời các bạn cùng lắng nghe lá thư "Đừng bao giờ buông lơi cuộc đời này" được gửi từ thính giả Đinh Thị Thu Hà. Em mệt rồi, nhiều khi muốn buông đi tất cả mọi thứ để trái tim này có thể nhẹ dịu đi một chút. Những lo toan của cuộc sống làm em mệt. Những lúc như thế, em lại ước gì được trở lại những ngày thơ bé. Cái thời vui chơi, hồn nhiên không lo âu, không vướng bận điều gì. Chẳng phải ngày xưa khi còn bé cũng ao ước được làm người lớn. Bởi vì người lớn thì không phải học bài, không phải ngủ trưa và được đi chơi rất tự do. Và giờ đây, khi đã đủ để có thể coi là người lớn, lại muốn được trở về tuổi thơ. Người lớn giờ đây rất nhiều những lo lắng, những lo toan, rồi đôi khi những mỏi mệt khiến ai cũng như muốn buông lơi đi tất cả mọi thứ. Không còn những thích thú của người tự do, lại mơ về tuổi thơ, mơ về những ngày vô lo vô nghĩ. Nhưng làm sao được, mỗi người chỉ được thực hiện điều ước có một lần. Ngày xưa, ước từ trẻ con thành người lớn, giờ chẳng còn điều ước để được quay trở lại thành trẻ con. Em cũng chẳng thể vứt bỏ được hiện tại, và cuộc đời này không có điều ước cho bất cứ ai có thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ. Trẻ con, hạnh phúc giản đơn là được súng xính bộ quần áo bố mới mua, là nắm chặt cây kẹo mút mẹ mới cho và ngây thơ tưởng rằng tất cả đó chính là niềm vui thơ ấu. Lớn rồi mà mãi vẫn không hiểu được hai từ hạnh phúc. Tìm kiếm, đợi chờ, hy vọng, niềm vui, một chút hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi. Lúc bé, chỉ cần được xin mẹ mua cho món đồ mà mình thích đã vui vẻ suốt cả tuần. Giờ đây, tự mình phải lo lắng những mối bận tâm khác mà quên đi cả những niềm vui nhỏ nhoi. Lớn rồi nên chẳng còn sống và suy nghĩ được như trẻ con dù rất muốn. Bởi vì lớn rồi nên nhận ra cuộc đời này nhiều thứ phải mang nặng, những sức nặng vô hình đè lên đôi vai nhỏ bé, dù muốn buông cũng chẳng được. Cuộc đời này nặng lắm, không phải mọi thứ cứ muốn là được, cứ cố gắng là sẽ thành công. Cuộc đời này nhiều lúc cũng thật nhiều ràng buộc, không thể chỉ sống cho mình mà còn sống vì những người thân yêu. Cuộc đời này có những lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi, nhưng làm sao buông khi thời gian chẳng ngừng trôi và dòng đời chẳng ngừng lại. Đôi khi mệt mỏi muốn buông bỏ đi những gánh nặng vô hình trên đôi vai này, nhưng rồi cũng chẳng thể buông lơi được cuộc đời. Bạn thân mến, ngày hôm nay dù có mệt mỏi thì chúng ta cũng đã dành ra những tháng ngày ấy để tự mình bước đi trên con đường mà ta đã chọn. Con đường vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều chông gai, nhưng ta vẫn phải kiên trì để đi đến đích của nó. Bạn hãy nhớ nhé, cuộc đời này không chỉ sống cho mình mà ta còn sống vì những người mình yêu thương. Vì thế, hãy cứ mỉm cười mà bước đi. Đừng vì quá mỏi mệt mà buông đi những điều quý giá. Đừng buông lơi cuộc đời này bạn nhé. Đừng bao giờ. Các bạn thân mến, giữa những điều rất tốt đẹp của cuộc sống thì đôi khi cuộc sống cũng mang lại cho chúng ta những điều mà ta không mong muốn. Thế nhưng có va chạm thì con người ta mới có thể trưởng thành hơn. Và thực sự thì cuộc sống của chúng ta cũng cần rất nhiều sự va chạm. Không chỉ ở tuổi 20, mà dường như ở tuổi 20, những sự va chạm mới chỉ là bắt đầu để chúng ta có thể trưởng thành hơn và thành công hơn trong cuộc sống của mình.
Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, trong chương trình Blog Radio của tuần thứ 400 này có một thông điệp mà nhóm thực hiện chương trình rất muốn gửi tới tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Đó là cuộc sống luôn là những món quà. Các bạn có tin điều đó không? Hãy cùng lắng nghe bài viết này nhé. Bạn đang trò chuyện cùng tôi. Tôi tên là Cuộc Sống. Rất nhiều người hỏi rằng vì sao khi sinh ra bé không mỉm cười mà lại khóc òa. Bạn cũng có thể nghĩ đó là cảm xúc đầu tiên mà cuộc đời dành cho bạn. Cảm xúc của niềm vui khi được hòa với không gian đất trời. Nước mắt không chỉ dành cho những nỗi buồn như bạn đã từng khóc, mà nước mắt đó còn là niềm hạnh phúc vỡ òa. Cảm xúc nhiều cung bậc, đó cũng là món quà ý nghĩa và lớn lao vô cùng mà tôi đã góp nhặt từng khoảnh khắc để dành tặng bạn. Bởi vì cuộc sống là những niềm vui, trong hộp quà cảm xúc mà cuộc sống dành cho bạn, niềm vui cũng rất nhiều. Từng ấy năm trôi qua với bao nhiêu niềm vui, có thể nó không đủ để bạn giải nó đi khắp thế gian, nhưng cũng sẽ không ít đến mức bạn chỉ có thể ôm khư khư nó một mình. Bởi niềm vui ấy, cuộc sống không thể nhào nặn. Đó là bởi rất nhiều người bạn tạo ra nó cùng tôi. Đó là niềm vui cùng bố tát nước giúp mẹ, cười khanh khách khi từng khâu nước được đổ vào ruộng mạ. Là ánh mắt nheo lại vì cười tít khi ruộng lúa đã lang láng nước. Đó là niềm vui khi cùng bố mẹ nhổ cỏ trên ruộng hành. Mẹ khen con gái mẹ giỏi, dù chỗ cỏ con nhổ chẳng thể bì so với chỗ cỏ mà mấy đứa trẻ ở ruộng bên cạnh nhổ. Đó là niềm vui khi đón em gái mỗi khi tan lớp mẫu giáo, dắt tay đi dón những con chuồn chuồn kim. Niềm vui cũng đến từ những người bạn học cùng lớp, cười ầm ầm với những trò ô ăn quan, nhảy lò cỏ, ngã sấp dúi mà vẫn đứng dậy cười và lao vào đối phương khi chơi một trò đánh trận giả. Niềm vui cũng đến từ những người thầy, người cô đáng kính, luôn lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười, đầy yêu thương với lũ học trò nhất quỷ nhì ma. Niềm vui đến từ những chuyến đi rong ruổi khắp những miền đất ngoài nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có tiếng sáo diều vi vu mỗi buổi chiều hay tiếng gà gáy vang buổi sớm. Niềm vui ấy là khi cô bạn dễ mến mỉm cười làm quen. Cuộc sống này đã cho bạn rất nhiều niềm vui từ những người bạn dễ mến ấy. Rồi cuộc sống sẽ mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui khác, nhưng có lẽ chẳng bao giờ quên được những niềm vui đã có. Vì thế, hãy luôn cất giữ niềm vui trong hộp quà cảm xúc và luôn nâng niu nó, trân trọng nó bạn nhé. Và rồi cuộc sống cũng mang đến cho chúng ta những nỗi buồn. Tôi đã định không cho nỗi buồn vào hộp quà của cảm xúc, nhưng thấy thật vô lý nếu cố tình đẩy nó ra xa. Bởi vì nỗi buồn nó thật sự có ý nghĩa đấy các bạn ạ. Bởi suốt bao năm qua nó không hề đến một cách vô ý. Nó đến để bạn biết trân trọng niềm vui, trân trọng những gì bạn đang có. Nó đến để dạy bạn cách cười thật nhiều và tìm thấy thật nhiều niềm vui. Nỗi buồn đến khi tôi vô tình và cả cố ý mở cửa. Xin lỗi bạn vì cũng giống như tất cả mọi người, tôi cũng đã gặp nỗi buồn, nhưng tôi không muốn đẩy nó đi, xóa lấp nó một cách tàn nhẫn. Tôi cũng vẫn gom nhặt nó để dành tặng bạn. Hãy cứ nhìn lại nó để biết rằng bao năm qua, cuộc sống đã trôi qua thế nào. Nỗi buồn, tôi không muốn tách nó ra thành cung bậc cảm xúc nhỏ lẻ khác. Tôi cũng không muốn gọi nó là đau đớn, tủi hờn hay nhấn mạnh nó thêm, mà tôi chỉ gọi nó đơn giản là nỗi buồn. Bạn biết không, nỗi buồn mà cuộc sống tặng bạn, nó giống như một tờ giấy. Bạn có thể gấp nó thành hình ngôi sao, cắt dán, thêm thắt thành bức tranh, hay vo viên nó, hay chỉ đơn giản là tờ giấy đơn thuần thì tùy ở bạn. Vì thế, nỗi buồn cũng có thể thành những đớn đau không thể nguôi ngoai, hay thành những ám ảnh không bao giờ hết là quyền ở bạn. Và tôi hy vọng bạn đừng bao giờ lạm dụng cái quyền ấy nhé. Và rồi cuộc sống cũng mang đến cho bạn rất nhiều yêu thương. Yêu thương không thể bắt ép, yêu thương không thể gọi tên. Và bạn à, yêu thương mà tôi dành cho bạn, tất cả những gì tôi muốn bạn hướng tới, yêu thương từ trái tim, nó sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống gửi đến bạn. Với những yêu thương ấy, cuộc sống sẽ trôi qua nhẹ nhàng, dịu ngọt và rất bình yên. Là yêu thương của mẹ cha, của ông bà và những người xung quanh. Là yêu thương của những người tình cờ gặp được trong cuộc sống, gắn kết với nhau bằng những trái tim biết nói. Là yêu thương dành tặng đấng sinh thành cho cô em gái đáng yêu. Là trái tim rung động dành cho người ấy,
là những cái bắt tay, xoa đầu các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi, là những phút nắm chặt tay các cụ già trong viện dưỡng lão, là kể cận, là sát cánh, là bên nhau của những người bạn ta gặp được trong cuộc đời. Yêu thương giúp con người sống thêm nhiều cuộc đời, và cuộc sống dành nó cho bạn cũng mong bạn rất trân trọng nó. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.